Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023. Theo thường lệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bình chọn và giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân. Năm 2023, Hưng Yên tiếp tục có nhiều khởi sắc trong thu hút đầu tư vào địa bàn. Các hộ dân tại thị trấn Yên Mỹ đồng thuận di rời mộ phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án. Huyện đoàn Văn Giang tặng 150 cây quất cảnh cho các chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa. Và các bạn, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tổ chức, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh. Tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hưng Yên đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Sau đây là 10 sự kiện tiêu biểu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bình chọn. Ngay ngày đầu xuân năm 2023, Thường trực Ban Bí thư, nay là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về thăm làm việc tại tỉnh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão tại thành phố Hưng Yên. Ngày 14 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Hưng Yên, dự lễ khởi công khu công nghiệp số 5. Tại các buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả của tỉnh Hưng Yên đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, linh hoạt chủ động các giải pháp trước những khó khăn phát sinh để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng làm nền tảng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện kết luận số 48 năm 2013 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành chỉ thị số 51 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính được đẩy mạnh, đã hoàn thành giảm 10 phòng y tế cấp huyện, 9 đơn vị sự nghiệp công lập, đã thành lập được 29 tổ chức đảng cho đơn vị kinh tế tư nhân, tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ trương, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay đạt tỷ lệ gần 97%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra các quyết định bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, chỉ định, giới thiệu, thỏa thuận với 82 cán bộ. Đã triển khai nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Công tác mặt trận tổ quốc, dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã khởi công nhiều dự án quan trọng như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài trên 19 km, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh triển khai đầu tư hơn 400 km đường giao thông ở các cấp, khởi công khu công nghiệp số 5 thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với tổng mức đầu tư là gần 2.400 tỷ đồng. Dự án mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2 với tổng vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng, khởi công cụm công nghiệp Minh Khai, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh, đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên ước đạt 10,05% vượt kế hoạch đề ra, là tỉnh có mức tăng trưởng cao thứ 4 trên 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và cao thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước. GRDP bình quân đầu người 110,4 triệu đồng, thu ngân sách đạt gần 32.000 tỷ đồng, đạt 139% so với dự toán giao, trong đó thu nội địa trên 28.000 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu trên 3.600 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại bang California, Hoa Kỳ, tỉnh Hưng Yên
đã tổ chức hội nghị thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã ký kết hợp tác với 4 đối tác của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, tiêu thụ nông sản và xử lý rác thải. Trong chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh Hưng Yên và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 4 mở rộng khu thương mại và nhà ở với tổng số vốn đầu tư 500 triệu đô la Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên. Hiện nay Nhật Bản đang có số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lớn nhất trong tổng số dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 2023, tại phủ chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Un Suk Yeol, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký văn kiện hợp tác với Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc. Hiện Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Cùng với đó, đã tích cực tham gia có hiệu quả thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2023 đã diễn ra các hội nghị trao đổi kinh nghiệm và ký kết hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An giai đoạn 2023-2025. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vào cuộc chủ động làm việc và kêu gọi các doanh nghiệp cũng như đón các đoàn nước ngoài về xúc tiến đầu tư tại Hưng Yên. Tỉnh luôn đồng hành tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình phát triển. Kết quả số vốn thu hút đầu tư nước ngoài mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2023 đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, vượt trên 200% so với kế hoạch đầu năm. Trong đó, thu hút được 87 dự án đầu tư mới, bao gồm 41 dự án trong nước và 46 dự án nước ngoài. Cùng với đó, đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng trên 400 ha, đã cho thuê 385 ha. Dự kiến đầu tư xây dựng được 273 ha hạ tầng khu công nghiệp, đạt 210% kế hoạch. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và điều chuyển kế hoạch vốn giữa các công trình, dự án chậm triển khai sang các dự án có tiến độ nhanh. Công tác kiểm tra và giám sát hiện trường được tăng cường, đồng thời đôn đốc các nhà thầu và tư vấn để đẩy nhanh tiến độ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn để đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương. Nhờ vậy, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, kế hoạch vốn giao gần 14.900 tỷ đồng, ước giải ngân đạt trên 13.600 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân của tỉnh Hưng Yên cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ hạng 14 chỉ số PCI, tăng 25 bậc so với năm 2021, đã hoàn thành cập nhật 100% dữ liệu cán bộ công chức vào dữ liệu quốc gia, là địa phương hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip đầu tiên trên toàn quốc cho trên 1 triệu công dân. Toàn tỉnh đã kích hoạt trên 639.000 tài khoản định danh điện tử, là địa phương đứng đầu cả nước về hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử do Bộ Công an giao. Đã hoàn thành kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06, khai trương trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên với 3 chức năng là điều hành, giám sát và hỗ trợ chỉ đạo hướng tới đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên tổ chức khánh thành khu di tích quốc gia Nguyễn Thiện Thuật. Đây là sự ghi nhận khẳng định những giá trị lịch sử của khu lưu niệm, tri ân và tôn vinh đóng góp của tướng quân Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. Công bố danh mục di sản phi vật thể quốc gia với lễ hội Đa Hòa Giả Trạch, lễ hội Đầu An là di sản quốc gia. Đại danh y hải tượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, người con của quê hương Hưng Yên, được UNESCO vinh danh. Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phát động chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam, đã huy động trên 100 tỷ đồng xây dựng 800 nhà cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam. Tỉnh có chính sách đặc thù như thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng trên năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dự kiến giảm còn dưới 0,9%. Đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kim Động, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào và diễn tập bảo đảm quốc phòng an ninh
cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ. Kết quả diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, nêu cao ý thức bảo vệ quốc phòng trong tình hình mới, tổ chức thành công diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp. Cuộc diễn tập được tiến hành bảo đảm thời gian, quy trình và an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Lực lượng công an đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy, nhất là ở các khu đô thị, vì vậy đang ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tỉnh đã hỗ trợ trên 100 tỷ đồng xây dựng trụ sở công an xã, đã có 18 trên 125 trụ sở được xây dựng, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng công an tại cơ sở chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Chiều qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023. Sự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các nhóm vấn đề được bàn đến tại buổi đối thoại là chính sách ưu tiên triển khai phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuỗi liên kết đa giá trị, giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số mạnh mẽ trong nông nghiệp, giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở nông thôn để xây dựng nông thôn thực sự hiện đại và chính sách chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người nông dân. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho ý kiến vào các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành, chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết những vướng mắc đáp ứng nhu cầu chính đáng của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tiến tới xây dựng chuỗi giá trị liên kết, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Trong năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, chú trọng nâng cao chất lượng điều hành của các cấp chính quyền. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp vào cuộc chủ động làm việc và kêu gọi các doanh nghiệp cũng như đón các đoàn nước ngoài về xúc tiến đầu tư tại Hưng Yên. Bên cạnh đó luôn đồng hành, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình phát triển. Kết quả, số vốn thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2023 đạt trên 18.000 tỷ đồng và trên 776 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thu hút được 87 dự án đầu tư mới, tăng 10 dự án so với cùng kỳ năm 2022, bao gồm 41 dự án trong nước và 46 dự án nước ngoài, tăng hơn 300 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Sự đột phá trong năm nay là cái sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác đẩy mạnh trong giải phóng mặt bằng, thúc đẩy các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận dự án đầu tư, việc mà tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư cũng được đẩy mạnh, các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư hạ tầng cũng như là các dự án đầu tư thứ cấp, các dự án các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Tỉnh thì cũng đã tập trung đẩy mạnh cái việc tạo cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hàng bên ngoài khu nghiệp được thuận lợi, thể hiện bằng các cái việc có cái chủ trương xây dựng các cái nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Hiện nay là tỉnh cũng đang tập trung để triển khai. Chúng ta đã đẩy mạnh cái xúc tiến đầu tư. Xúc tiến đầu tư ở đây nó không chỉ là liên quan đến xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, tìm kiếm các cái đối tác chiến lược, chúng ta gắn cái thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hưng Yên với cái chiến lược, với cái kế hoạch về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả đất nước. Bên cạnh đó thì Hưng Yên cũng rất chú trọng đến việc là thu hút các cái nhà đầu tư trong nước. Và ở đây thì có lẽ là những cái biện pháp, những cái cách thức mà chúng ta sử dụng cái liên kết vùng nó sẽ phát huy được cái lợi thế, cái tiềm năng của Hưng Yên, và đồng thời với đó là chúng ta thu hút được các cái nguồn lực ở các cái địa phương khác, kể cả nguồn lực các yếu tố đầu vào cũng như là nguồn lực về các yếu tố đầu ra cho phát triển kinh tế. Và đó chính là những cái cơ sở để chúng ta mở rộng
cái quy mô cũng như là nâng cao được cái trình độ và cái chất lượng về tăng trưởng. Trong năm, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng trên 400 hectare, đã cho thuê 385 hectare. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng khu cụm công nghiệp, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư. Để đón làn sóng đầu tư mới vào tỉnh, nhất là vào khu công nghiệp, tỉnh đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng các khu công nghiệp, tăng cường tính cạnh tranh, sức hấp dẫn trong việc thu hút xúc tiến đầu tư. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 17 khu công nghiệp được chính phủ phê duyệt, trong đó có 8 khu công nghiệp đã đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. 2 khu công nghiệp đang đầu tư xây dựng hạ tầng và chuẩn bị tiếp nhận dự án đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, theo phong tục và tín ngưỡng của người Việt, mồ mả của tổ tiên cha ông là nơi linh thiêng bất gì bất dịch. Thế nhưng khi được tuyên truyền về chủ trương đúng đắn của việc mở rộng các tuyến đường, thì 100% hộ dân thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã đồng thuận di rời phần mộ của gia đình để bàn giao mặt bằng cho dự án. Trong đó có việc tuyên truyền vận động nhân dân di chuyển gần 300 ngôi mộ ra địa điểm mới để bàn giao mặt bằng cho dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, hoàn thành trước kế hoạch. Ngay sau khi nhận được chủ trương tiếp tục thu hồi diện tích để phục vụ dự án đường gom thị trấn Yên Mỹ, Trung Hưng, địa phương thành lập ban chỉ đạo, tổ tuyên truyền đến từng hộ dân giải thích về mục đích ý nghĩa của dự án. Nhờ đó mà số dự án kế hoạch năm 2024 đã được rà soát kiểm đếm xong, đang đợi hỗ trợ để di chuyển tiếp trên 200 ngôi mộ ra diện tích mới. Để giải phóng được ấy, phải là công khai, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của hệ thống chính trị là vấn đề quan trọng. Thì từ đó thì người dân người ta mới thấu hiểu được. Còn khoảng một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, gia đình anh Lê Văn Nguyễn, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đang tích cực chăm sóc, giữ dáng các cây cảnh độc lạ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Để tạo điểm nhấn, tạo sự độc lạ cho cây cảnh, anh Nguyễn không chỉ đổi mới kiểu dáng chậu cảnh từ khối óc sáng tạo, bàn tay khéo léo, anh đã tạo ra nhiều kiểu dáng cho cây cảnh như uốn hình con trâu, rắn, tạo dáng thành lọ lục bình, hình trái tim, dáng tán tùng, thỏi vàng, có ý nghĩa mang lại may mắn sung túc cho năm mới. Năm nay, anh đã uốn dáng cây quýt thành hình con rồng cao 2,5 mét, dài 6 mét. Quýt trồng trên chậu cũng được thiết kế độc đáo, hình dãy núi. Đây không chỉ là cách quảng bá mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, giúp vườn cây cảnh của gia đình anh Nguyễn cũng như các làng nghề cây cảnh của huyện Khoái Châu phát triển bền vững. Dịp Tết năm nay, gia đình anh cung cấp ra thị trường 1,5 vạn cây cảnh các loại, đem lại thu nhập khoảng 1 tỷ đồng cho gia đình. Bản thân tôi thì là nói chung là rất là tâm huyết, mới nghề. Là cũng phải là nghiên cứu về mẫu mã, để ra những cái mẫu mã làm sao để cho nó đẹp, hay mắt, thu hút được cái lượng khách. Như trong năm thì năm rồng này thì cũng nghĩ nhiều ấy, phải làm mấy con rồng ra thị trường để cho nó khác lạ đi. Thế mà khi mà lên được thành công được rồi thì cũng mất khoảng gần 2 tháng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay huyện Văn Giang gửi tặng 150 cây quất cảnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa và nhà sàn vui xuân đón Tết. Ngay từ sáng sớm, những cây quất cảnh được đoàn viên thanh niên và nhân dân trong huyện tổ chức bọc bầu, bao cây và vận chuyển ra cả Hà Nội, tiếp tục cuộc hành trình đưa quất cảnh đến với đảo xa với mục đích mang mùa xuân và Tết sớm đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa. Đây là năm thứ 7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang hướng về biên giới hải đảo, gửi gắm tấm lòng yêu thương, sự tin cậy đến những đồng bào đang sinh sống, học tập, cầm súng bảo vệ vùng biển đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Ngoài ra, huyện đoàn Văn Giang cũng gửi trên 1.000 lá thư và bưu thiếp của thiếu niên nhi đồng gửi các chiến sĩ và các bạn học sinh trên đảo Trường Sa, gần 700 lá cờ Tổ quốc và nhiều vật dụng khác. Đây thực sự là những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm giữa đất liền với biên cương hải đảo xa xôi. Năm 2023, công tác du lịch tỉnh Hưng Yên tiếp tục có bước phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Kết thúc năm, toàn tỉnh đã đón khoảng 800.000 lượt khách tham quan. Trong đó đã đón 795.000 lượt khách nội địa và 5.000 lượt khách quốc tế,
tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng. Hiện nay, loại hình du lịch khai thác phát triển chủ yếu của Hưng Yên là loại hình du lịch tâm linh, gắn với các di tích lịch sử văn hóa là thế mạnh được quan tâm khai thác và phát triển. Du lịch văn hóa tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công nhận 4 điểm du lịch gồm đền Đậu An, đền Đa Hòa, đền Phụ Ủng và Tinh Hoa làng nghề Việt. Một khu du lịch cấp tỉnh là khu du lịch Phố Hiến. Năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch, tích cực tham gia xúc tiến quảng bá du lịch trong tỉnh và tại một số tỉnh như Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Hà Nam, Quảng Ninh và Hà Nội. Phấn đấu năm 2024, toàn tỉnh sẽ đón gần 900.000 lượt khách. Thăm qua gian hàng của Hưng Yên thì tôi rất là ấn tượng. Tôi sẽ nhất là cái tiết mục và ca trù của Hưng Yên đấy ạ, nó rất là đặc sắc và các đặc sản rất là thú vị. Và một ngày gần nhất tôi sẽ rủ bạn bè, đồng nghiệp về thăm các di tích lịch sử của Hưng Yên và thưởng thức các đặc sản của mình ạ. Mình cảm nhận là mình thấy cái nét văn hóa nó được mô phỏng ở cái gian hàng, từ về hình ảnh, về những cái nét văn hóa, về âm nhạc, rồi từ sản phẩm, rồi đặc biệt là gà Đông Lão là mình nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay với trực tiếp là mình được cảm nhận nó rõ ràng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.